Rồi ok, xin chào các bạn. Bây giờ mình cùng chuyển sang một bài đọc tiếp theo nhé. Đây là bài đọc về chủ đề là Nature and Environment, tức là môi trường và thế giới tự nhiên, và cụ thể là chủ đề về Animals, con vật ha. Thì đây có một chủ đề rất là hay thi, và đây là cái bài mà trong đề thi khai bút của anh đúng không? Đó, anh cũng chưa chữa, cho anh đưa vào để anh chữa luôn ha. Bạn nhìn anh nè, bài 5 câu dễ thôi mà thấy bạn có than mà đọc hiểu, sao anh không hiểu luôn á. Rồi mấy bạn nhìn anh nhé, mà anh quay video đọc hiểu mấy bạn rất ít coi nha, rất ít lượt view nha, mấy bạn toàn xem khi không mà bạn không xem được, không xem video hết trơn đó. Rồi bạn nhìn nè, một thế giới mà không có loài ong thì sẽ trông rất là khác biệt và sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta đáng kể đúng không ạ? Loài ong là cái loài vật thụ phấn quan trọng nhất trên thế giới đúng không? Thụ phấn cho 1/3 thực phẩm mà chúng ta ăn, nó thụ phấn cho 1/3 thực phẩm mà chúng ta ăn, và 80% những cái loài vật thực vật có hoa. Tuy nhiên, dân số của loài ong thì đang giảm rất là nhanh chóng trên toàn thế giới. Cái điều này thì cũng đang thay đổi đúng không ạ? Tuy nhiên nha, tuy nhiên thì cái việc mà dân số loài ong giảm thì cũng đang dần thay đổi. Vì sao nè? Vì phong tỏa đã tạo ra một cái môi trường thuận lợi hơn cho những loài loài ong. Vậy bài này, bạn thấy bài này rất là dễ, bởi vì bài này trích từ trang báo BBC, là một cái trang báo mà viết cho mọi người đọc, ai cũng đọc được, chỉ có trình độ B1, B2 đã đọc được rồi, chứ bài này rất là dễ thôi, đọc dễ hiểu lắm đúng không? Không như bài tập số 4, đọc là kiểu bài tập số 4 là một bài viết theo kiểu về về academic, tức là viết theo kiểu những người có học, học đại học, học đọc. Bài này là viết cho bất mọi người dân họ đọc. Thì các bạn thấy không, cái câu cuối, cách dùng từ và cách họ lập luận nó rất là dễ hiểu. Tiếp tục nè, vậy anh đọc xong đoạn này thôi bạn, thì anh có thể túm được cái nội dung của bài này, nói về chủ đề gì nhỉ? Là loài ong là cái loài vật quan trọng đúng không ạ, và nó mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta, và hiện nay dân số đang giảm đúng không? Dân số đang giảm và lockdown, phong tỏa thì đã tạo ra một thế giới thân thiện hơn cho loài ong hoang dã. Vậy thôi là cái nội dung của bài này. Thì bây giờ anh xem câu 1 coi anh có làm được hay không nha mấy đứa. Câu 1, đâu là nhan đề tốt nhất cho đoạn văn này? Câu A gì? Tại sao xe cộ giết quá nhiều loài ong trên đường? Không hề đề cập đến xe cộ nha. Không hề đề cập đến xe cộ nha. Câu B là gì? Có thể câu này sai các bạn. Câu B là một thế giới mà không có ong, cái gì khác biệt? À, câu này có thể đúng đúng không? Bởi vì ngay đoạn văn đầu tiên người ta bảo là một thế giới không có ong mà đúng không? Nhưng các bạn nhớ là bài đọc á, tiêu đề ý chính hoặc là bài đọc này chủ yếu thảo luận về vấn đề gì, thì tất cả những cái đoạn văn đó, các bạn, tất cả các đoạn văn này đều phải chung về một ý chính thôi. Cho nên nha, cho nên có thể cái cho nên có thể bạn 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 đọc ở đoạn văn đầu tiên này bạn thấy là câu B có khả năng đúng, nhưng mà chắc gì những cái đoạn văn tiếp theo này nó nói về câu B đúng không ạ? Cho nên mình vẫn để đó thôi, mình để đó thôi nha mấy đứa. Câu C là gì? Tương lai của loài ong sau lockdown. Câu này cũng đúng luôn đúng không? Cũng rất hợp lý đúng không? Nếu chỉ đọc đoạn văn đầu tiên thấy là câu B C đều đúng á. Câu D là gì? Câu D là loài ong nhận được lợi ích như thế nào từ cái việc là phong tỏa toàn cầu. Câu này cũng đúng luôn đúng không ạ? Rõ ràng là phong tỏa toàn cầu mà. Vậy là câu này B, C, D đều đúng. Bây giờ mình để câu này cuối cùng mình làm, cuối mới làm. Mấy bạn nhớ anh nha. Cách làm bài đọc là mình đọc đoạn văn đầu tiên để xác định được bài đọc này chủ yếu nói về vấn đề gì. Sau đó mấy bạn sẽ làm mấy câu hỏi về main idea. Mấy bạn đọc, mấy bạn sẽ loại trừ những đáp án mà nó vô lý trước. Ví dụ như câu A rất là vô lý rồi này, chẳng đề cập đến xe cộ như đây cả, đúng không? Loại những cái câu mà nó vô lý trước. Ví dụ nếu bạn loại hết được thì bạn chọn cái câu đúng nhất, rồi một lát bạn kiểm tra lại. Còn nếu như bạn loại được và bạn còn khoảng 2 đến 3 câu mà bạn vẫn còn phân vân á, thì hãy để câu đến cuối cùng làm. Đến cuối cùng làm nha. Bởi vì khi bạn làm những câu hỏi khác thì vô tình bạn cũng đọc hết cả bài rồi, bạn cũng nắm được tinh thần của bài rồi, thì lúc này bạn chọn đáp án sẽ dễ hơn nha mấy đứa. Cái cách làm như vậy. Cho anh qua câu số 2 nè. Câu số 2 là gì? Ít khí thải từ xe cộ hơn sẽ làm cho các loài ong cảm thấy dễ dàng hơn trong việc đi tìm kiếm thức ăn. Bởi vì cái gì? Bởi vì cái gì? Bởi vì loài ong có thể thực hiện những cái chuyến đi nhanh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái hương hoa có thể kéo dài hơn. Bởi vì sao? Bởi vì tuổi thọ của những cái cây hoa đó, tuổi thọ của những bông hoa nó sẽ tăng lên, và bởi vì những con ong thì sẽ khỏe mạnh hơn. Thì bạn căn cứ chỗ mình là khí cộ, khí thải từ xe, thì bạn kiếm anh trong đoạn văn nào có đề cập đến khí thải về xe thì mình đọc. Các bạn nhìn nè,
trong đoạn văn này anh thấy chỗ này ngay cái câu luôn có việc là khí thải từ xe đúng không? Vậy nằm ở đoạn văn thứ hai rồi, và anh đọc đoạn văn thứ hai thôi bạn nhìn. Một trong những cái tác động lớn nhất của phong tỏa COVID-19 toàn cầu chính là có việc sụt giảm đáng kể ô nhiễm không khí, đúng không ạ? Ít khí thải từ xe cộ trên đường hơn sẽ làm cho những cái con ong cảm thấy dễ dàng hơn khi chúng đi tìm kiếm thức ăn. Đó. Khi gì? Khi mà bởi vì sao? À, sao bởi vì nha? Bởi vì ô nhiễm không khí sẽ làm sụt giảm đáng kể cái gọi là cái gì nhỉ? Gọi là cái điểm mạnh, gọi là cái sức mạnh, đúng không ạ? Sức mạnh nghe kỳ quá, strength. Gọi là cái strength và cái tuổi thọ của hương hoa. À, tức là ô nhiễm không khí thì sẽ làm sụt giảm đáng kể cái mùi và cái tuổi thọ của cái hương thơm đến từ những cái thực vật, đúng không ạ? Vậy bạn nhìn anh nè, vì ô nhiễm không khí làm giảm cái điều này cho nên những con ong cảm thấy sao? Rất khó đi tìm kiếm thức ăn. Cho nên là khi mà ít khí thải từ xe cộ hơn thì ô nhiễm không khí sẽ giảm, đúng không? Ô nhiễm không khí giảm thì hương hoa kéo dài hơn, hương hoa kéo dài hơn thì những cái con ong nó kiếm thức ăn dễ dàng hơn. Vậy làm được luôn, dễ không? Quá dễ đúng không? Vậy thì ít khí thải hơn làm cho những con ong cảm thấy dễ dàng trong việc tìm kiếm thức ăn, bởi vì sao? Bởi vì hương hoa nó kéo dài hơn. Đúng vậy, là câu B. Hiểu bài chưa? Câu là dễ vậy thôi nhé. Câu tiếp theo là câu gì nhỉ? Cái từ profitable trong đoạn văn thứ nhất ám chỉ điều gì? Thứ ba chứ, à thứ hai chứ nhỉ, đoạn văn thứ hai chứ. Rồi, cái từ profitable trong đoạn văn thứ hai ám chỉ điều gì? Thì bạn nhìn anh từ profitable. Dịch tiếp nha, dịch tiếp. Theo như cuộc nghiên cứu năm 2016 nè, trong một cái thế giới mà có ít ô nhiễm môi trường thì cái con ong này nè, cái ô nhiễm không khí, cái con ong thì sẽ sao có thể thực hiện được những cái chuyến đi ngắn hơn và hiệu quả hơn, hiệu suất hơn. Vậy sẽ từ profitable là hiệu quả, hiệu suất. Vậy nếu hiệu quả, hiệu suất thì bạn có từ productive, câu B. Có cái hiệu quả, hiệu suất ha, không phải là thưởng, không phải là giúp đỡ, cũng không phải là engineer, là năng động được, đúng không? Rồi câu số 4 là gì nhỉ? Câu số 2 không đúng theo như bài đọc này, theo như cả bài nha mấy đứa. Rồi anh sẽ câu A trước nè. Câu A là có ít xe cộ hơn thì cái số lượng tử của những con ong á, thì sẽ trở nên ít hơn, đúng không? Đúng không? Để anh coi đoạn văn tiếp theo nha, không biết đúng hay sai luôn mấy đứa. Nhìn nè, ít xe trên đường hơn, điều đó có nghĩa rằng sẽ có nhiều lợi ích cho những con ong hơn. Cái số lượng tử của loài ong có thể sẽ giảm, bởi vì sao? Bởi vì cái việc bởi vì bởi vì những cái hành trình xe cộ giảm trong suốt lockdown, đúng không ạ? Bởi vì cái việc di chuyển giảm trong suốt lockdown, vậy câu là đúng rồi, đúng không ạ? Cái gì là ít xe cộ hơn thì cái số lượng tử của loài ong thì sẽ giảm, câu này đúng. Vậy đúng, anh loại anh chọn câu sai rồi đúng không? Câu nào không không đúng mới chọn chứ. Câu B là gì? Câu B là những cái cư dân bình thường á, thì họ có thể ngày nay có thể giúp cho những nhà về môi trường học, những nhà sinh thái học á, thu thập những cái dữ liệu về loài ong. Câu này đúng không ta? Những cư dân bình thường giúp. Rồi câu C là gì? Câu C là trong cái việc tính toán này, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tính toán được cái số lượng loài ong trong vườn của chúng ta. Và câu D là chúng ta không chắc chắn về tương lai của loài ong sau lockdown có kết thúc hay không, đúng không ạ? À, câu sorry, chúng ta không chắc chắn về tương lai của loài ong sau khi lockdown kết thúc. Dịch về đúng nha, dịch bậy bạ không. Rồi tiếp nhé, anh đọc tiếp nè. Những cái chuyên gia về ong thì hy vọng rằng nhận thức của con người và cái sự tham gia của họ cái sự tương tác của họ với loài ong á, thì sẽ tăng lên, đúng không ạ? Kể từ khi hạn chế di chuyển thì cũng hamper cũng đã gọi là ngăn cản những cái nỗ lực của những cái nhà bảo tồn học trong việc thu thập dữ liệu về chúng đang làm gì, về chúng là ai. Chúng là loài ong chắc chắn luôn, chúng là loài ong. Câu này dễ quá, đúng rồi, câu B ha. Bees không phải là môi trường học, sau vì không phải là chuyên gia, không phải là bảo tồn, không phải là sinh thái học gì hết đó. Hả, tiếp. Chúng đang làm gì, đúng không ạ? Thế nào, rõ ràng là những nhà
những chuyên gia về loài ong hy vọng rằng nhận thức của con người về loài ong đúng không, sẽ tăng lên. Và kể từ khi hạn chế về việc di chuyển thì cũng đã làm ngăn cản những cái nỗ lực của những cái nhà bảo tồn học trong việc thu thập cái dữ liệu về cái việc là những cái loài ong này chúng đang làm cái điều gì, đúng không ạ? Họ chúng đang di chuyển như thế nào đó. Còn những nhà sinh thái học và những cái tổ chức về bảo tồn thì họ sao? Họ đang kêu gọi cộng đồng giúp họ làm gì? Thu thập những cái thông tin về khoa học về loài ong trong suốt cái khoảng thời gian phong tỏa này. Ở Mỹ, ở UK, ở nước Anh nha, thì những cái người, bất cứ ai thì cũng có thể tham gia vào trong cái đề án này bằng cách là họ hoàn thành cái được gọi là FIT count này. Cái này thì bao gồm có việc là quan sát những cái đốm nhỏ trên những cái bông hoa trong vườn của bạn khoảng 10 phút, sau đó đếm cái số lượng côn trùng mà bạn nhìn thấy và viết vào trong cái form đó. Vậy thì rõ ràng bạn nhìn cho anh, rõ ràng là bất cứ cư dân nào thì cũng có thể sao, cũng có thể giúp những cái nhà sinh thái học thu thập những cái dữ liệu về ông mình câu B cùng đúng anh lại đúng không ạ? Trong cái ước tính này đúng không ạ? Trong cái việc tính toán FTI này, viết tên cũng viết sai luôn mấy đứa, viết tên cũng viết sai luôn. Nên là viết tên cũng viết sai nè. Cái cuộc nghiên cứu là FIT, cái này là FTI à, nó sai hẳn luôn á bạn, nó sai hẳn luôn á. Mà nên coi, chắc là hơi đợi lộn thôi, mình coi cái nội dung sau nó có gì. Chúng ta có thể ước tính được cái số lượng loài ong trong vườn của chúng ta, phải không? Không, làm cái gì ước tính được, đúng không ạ? Mà chúng ta sao? Chúng ta quan sát những cái đốm trên những cái bông hoa trong vườn khoảng 10 phút và đếm được cái số lượng loài côn trùng chúng ta nhìn thấy, chứ làm gì đếm được cái số lượng loài ong, đúng không ạ? Cái tên nó sai rồi mà cái nội dung nó càng sai dữ. Vậy câu C sai, anh chọn câu C. Hả? Anh chọn câu C. Rồi. Vậy nó hỗ trợ bạn sửa. À, còn câu 1 quên sửa. Câu 1 quên sửa. Rồi, sang câu 1. Về câu 1 này chắc chắn câu A sai rồi đúng không ạ? Câu A thì chỉ có cái đoạn văn này, hai đoạn này thì nó mới nói về xe cộ thì ảnh hưởng đến loài ong thôi. Thì không đúng được, bởi vì câu chủ đề là câu không quá chung chung, không quá cụ thể, không thể không được nhắc đến ở trong bài. Vậy câu A nó vi phạm cái quy tắc là nó quá cụ thể, tức là nó chỉ được nhắc đến ở hai đoạn văn trong bài thôi, những đoạn văn kia nó không được nhắc đến, nên câu A sai đúng không ạ? Câu B là một thế giới không có ong, chuyện gì? À, cái khác biệt là cái gì? Thì rõ ràng bài này không hề nói về cái sự khác biệt khi một thế giới không có ong, câu B cũng sai luôn, đúng không ạ? Câu C là gì? Tương lai của loài ong sau khi lockdown toàn cầu, sau phong tỏa toàn cầu. Có nói về tương lai không? Không, đúng không? Rõ ràng là bài này nè, đầu tiên người ta bảo là loài ong giúp cho con người thế này thế kia. Thứ hai là bảo là ô nhiễm môi trường làm hại loài ong, xe cộ làm hại loài ong. Bài này, đoạn này nó bảo là ước tính loài ong, đúng không ạ? Ước tính về dân số loài ong. Vậy rõ ràng là làm gì có cái vụ mà tương lai của loài ong sau lockdown. Câu này sai ha. Vậy rằng loài ong nhận được lợi ích từ lockdown như thế nào? Câu D mới đúng. Vì sao? Đây các bạn. Nè ha, xe ít hơn loài ong được lợi hơn, đúng không? Sẽ ít hơn là ông được loại hơn đó ha. Vậy nó hỗ trợ bạn sửa xong bài này rồi. Bài 5 thì anh thấy cũng thấy không quá khó. Bây giờ cùng anh chuyển sang bài tiếp theo nhé.